Hello, xin chào mọi người, mình là Chris. Còn mình là Maya. Thì sau hơn 2 năm phát triển, kênh YouTube của Kiếm Tiền Center đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của tất cả các bạn. Thì nhân dịp ngày hôm nay, Chris cũng như là Maya muốn dành sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả những bạn đã follow theo kênh YouTube của bọn mình. Và mình rất hy vọng là những kiến thức mà Kiếm Tiền Center đã chia sẻ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong công việc của các bạn ha. Và hôm nay thì mình xin thông báo với các bạn là bọn mình sẽ có một sự thay đổi, đó chính là kênh YouTube của Kiếm Tiền Center từ nay sẽ đổi thành kênh YouTube Cafe City. Trong đó thì Chris đã đảm nhiệm vai trò là CEO đồng hành cùng mình để xây dựng thêm những cái nội dung hữu ích cho các bạn. Và qua đó thì mình cũng sẽ liên hệ thêm với nhiều expert collab cùng họ để tiếp tục xây dựng ra những cái nội dung chất lượng, tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng AMO và Digital Marketer. Mình hy vọng là với cái sự thay đổi này cũng như là một bước tiến mới của kênh YouTube Kiếm Tiền Center thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ bọn mình. Và mình xin khẳng định lại là những nội dung mà bọn mình chia sẻ vẫn sẽ giữ nguyên và sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong công việc của các bạn. Ok, và hy vọng rằng những cái nội dung sau này sẽ tiếp tục phục vụ cho các bạn, mang lại cho các bạn nhiều giá trị hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong những cái nội dung tiếp theo nha. Chào mọi người. Ok, xin chào mọi người.